trời quơ. Giờ này mà bà xã tôi vẫn còn ngủ, không có lo về cơm nước gì hết trơn trời. Bà xã ơi, bà xã à, bà xã. Em nghe gì không, con gà đa gái canh tư. Bà xã à, em mới dậy đi lo nồi cơm manh đi cài. Anh cài ruộng dưới là ruộng trên. Hôm qua đã cài, hôm nay cũng cài, đất đâu mà cài. Trời ơi em nướng mà nướng hoài vậy. Mặt trời lớn rồi kìa em à. Em ơi hôm nay anh cài trên đất cô hai. Cài trên đất cô hai đó hả? Nè, đi dẹp nha. Ở nhà anh đi cài thuê kiếm tiền mua tivi màu. Anh mua tivi màu để vợ chồng mình cái nhạc nè, để mình cùng thức qua cải lương. Anh cài làm sao nghe tới cài lui anh chết dưới tường. Ôi da, em ơi anh nào đâu dám đèo bóng. Bao năm tình yêu vợ chồng thì khó nghe mấy tranh đầm ấm. Nè anh có đi cài ruộng thiệt không? Thiệt mà. Nghe nói mà muốn đứt cái ruộng quá. Anh đi lo cài đám ruộng người ta. Trâu thật to bé cài anh ban hào hào. Mặt trời vừa treo trên ngọn sao. Anh đã về tới cho mà coi. Anh cài làm sao mà gãy cài tôi anh chết dưới chuông. Bà xã nhéo tôi hoài à. Cho chết luôn. Nhưng mà anh nói cho em nghe, cô hai, cô ba, cô tư gì ở vùng này cũng không có qua nổi bà xã của anh đâu. Em đi đâu vậy? Trời đất ơi, giờ này còn ngủ nữa hả? Bà xã. Em nghe gì không, con gà đa gái canh tư. Nó gái là của nó vô nồi á. Trời ơi. Em ơi dậy đi lo nồi cơm manh đi cài. Tối hôm qua đi cài, bữa nay đi gì nữa. Ở nhà. Anh cài ruộng sâu hay ruộng cạn? Anh cài ruộng dưới lên ruộng trên. Sửa đồ đạc trong nhà mà. Em ơi hôm nay anh cài trên đất cô hai. Cái cũng còn hai đó nữa hả? Nè tôi nói không có đi nha, ở nhà nha. Anh đi cài thuê kiếm tiền mua ti gì mà. Đừng có vô khỉ cassette nha. Vợ chồng mình nghe cái nhạc nè, để thèm mình cùng thức qua cái lương. Anh cài làm sao khi tới cài lui anh chết dưới chuông. Bao năm tình yêu vợ chồng vì khó nghe những mấy tranh đầm ấm. Anh nghe nói cũng được á, nhưng mà nè đi cài cho thiệt rồi nha, không có chặt chơn với con hai đó rồi nha. Anh đi lo cài đám ruộng người ta. Cái cài anh phải thật tha, khi cài xong anh phải mau về nhà. Anh phải mau về nhà, không có để tôi đợi hết nha. Em ơi đừng lo anh cài cùng với con trâu. Lạng xẹp con trâu thật. Về tới cho mà coi. Anh cài làm sao mà gãy cài tôi anh chết dưới tôi. Mặt trời vừa treo trên ngọn sao. Anh đã về tới cho mà coi. Anh cài làm sao mà gãy cài tôi anh chết dưới tôi. Biết rồi mà nói hoài à. Giờ cho anh đi ha. Không. Thôi mà để anh đi cài đi mà. Đi cài thiệt không?